Và kính thưa cư sĩ Phúc Trí, có một Phật tử có gửi lên cho chúng con thêm một chút xíu trong cái ý kiến này. Thì xin cư sĩ Phúc Trí chia sẻ cho chúng con thấy rõ có phải đây là đang những trường hợp mà nhận ca yếu, ca mê và ca chết mà hộ niệm được rất là mềm mại và nói rằng là có lòng từ bi lớn. Thì kính thưa cư sĩ Phúc Trí, xin cư sĩ Phúc Trí chia sẻ cho chúng con đây có phải là đang đưa tâm lực của tất cả những người niệm Phật hộ niệm đi xuống không ạ? Bởi vì không cần phải niệm Phật nhiều, không cần phải nỗ lực nhiều, gia đình không cần phải ủng hộ nhiều, kể cả chết thắt cổ tự tử cũng vẫn được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Vậy đây có phải là đang giúp đỡ để cho tâm đạo của tất cả những người niệm Phật hộ niệm đi xuống nếu mà có cái chủ trương này phải không ạ? Kính xin cư sĩ Phúc Trí Từ Bi chia sẻ thêm cho chúng con một chút xíu nữa ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam Vì mô A Di là Đà kính Phật. thưa cư sĩ Phúc Trí và có thêm một ý này nữa ạ, là có Phật tử có dùng một từ rất là dân gian ạ và vừa gửi cho con là thưa cư sĩ Phúc Trí, có phải đây đúng như kiểu là pháp môn gọi là ngon bổ rẻ ạ, tức là tu không cần phải tu nhiều, gia đình không cần phải ủng hộ mấy, mê cũng được nhận ca hộ niệm, chết cũng được nhận ca hộ niệm, tai nạn và trong đời chẳng tu cũng được nhận ca hộ niệm, mà chỉ cần phóng sinh và gia đình lạy Phật là có thể vãng sinh Tây Phương Cực Lạc được, thì đây có phải là ngon bổ rẻ không ạ? Và làm cho tâm đạo của người bệnh đi xuống, tâm đạo của tất cả những người niệm Phật hộ niệm đi xuống, và kính xin cư sĩ Phúc Trí phân tích cho chúng con thêm một chút xíu chỗ này. A Di Đà Phật ạ. Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch trên chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử, trong kinh Phật có câu ấy là từ bi là đa họa hại, nên chúng ta vào cửa chùa bao giờ có hai từ, một bên gọi là từ bi, một bên gọi là trí tuệ. Nếu từ bi mà thiếu đi trí thì ắt hại người và hại mình. Như vậy nếu như mà đối chiếu như thế, cái lòng từ bi đó đặt sai chỗ rồi. Để mà con phân tích cái này ra ấy thì nhiều người toát hết mồ hôi, và con phân tích nó dài cơ. Ví dụ như là nói là người như vậy mình phải cứu người ta, phải giúp người ta, đấy là chúng ta đang phá hoại pháp hộ niệm. Vì sao? Vì 9.000 năm mạt pháp về sau, chúng ta thấy rằng là chúng sinh sẽ không còn cơ hội giải thoát nữa. Vì Đại Lão Hòa Thượng Tuyên Hóa nói một câu là gì? Khi một người đầy đủ tín nguyện hạnh thì cung điện của ông Ba Tuần bị rung chuyển. Ông mới đi tìm xem rằng là tại sao cung điện của ta bị rung chuyển. Thì ông ta phát hiện ra là cái người này đang có tín, có nguyện và hạnh đầy đủ và sắp ra khỏi luân hồi, nên ông ta tìm đến chướng ngại. Vậy thì chúng ta phải hiểu rõ chướng ngại bằng cách nào? Như lời cư sĩ An nói là ngon bổ rẻ. Đã ngon thì con thường trêu mấy người bán hàng đấy, bán cho con cái loại nào mà tốt nhất nhưng nó phải rẻ tiền nhất cơ, lắc đầu hết, tốt nhất mà loại rẻ tiền nhất khó, mà ngon bổ thì đúng nhưng mà rẻ thì chưa đúng đâu. Vì hôm nay chúng ta phải hiểu rõ là nếu như hộ niệm những ca chêm chết, ca mê, ca yếu, ca tự tử vẫn vãng sinh, chúng ta tưởng tượng rằng là gì, 9.000 năm mạt pháp về sau, cái hậu quả này chúng ta phải chịu trách nhiệm với tổ sư nhá. Sau này chúng ta phải đối trước tổ sư với chư Phật mà lãnh tội đấy. Con nói trước, làm gì thì làm nhưng đừng tu sai. Nếu tu sai là dẫn chúng sinh đi vào con đường đường cụt đấy, là mình phải chịu tội trước tổ sư và chư Phật đấy. Là vì 9.000 năm mạt pháp về sau, chúng sinh tưởng vậy rồi cứ chờ đến lúc mê, lúc chết, lúc yếu mới gọi người hộ niệm. Vậy con xin thưa hỏi, đến lúc đấy chúng ta ngáp 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 gần chết rồi, bắt đầu con cái mình bảo à lên đây mới là hộ niệm thì bắt đầu nó mới mời thì tính sao đấy? Nhưng nếu mình làm ngay từ đầu đi là còn tỉnh, còn khỏe, mà mời ban hộ niệm con cái mình biết nó mời sớm chứ. Nhưng mình cứ làm như vậy sau này pháp hộ niệm người ta đã lầm rồi, chờ đến lúc ngáp 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 bắt đầu mới mời ấy, thì có phải sau này mình gánh hậu quả không? Nếu như mà ví dụ con nhé, con mà cứ chờ đến lúc những cái ca mà cứ chờ đến gần chết bắt đầu mới mời con ca mê ca yếu ca chết, thì con cháu của con sau này nó bảo à sau này với con đây ngồi đây thằng nào đi theo theo con, xong rồi nó bảo ngày xưa bố cũng làm thế đúng không ạ? Bố cũng làm thế, ví dụ vậy. Rồi thì giờ con cũng chờ đến lúc ngáp ngáp con mời thì phải con chết không, đúng không ạ? Vậy vậy
con cháu tôi đang ngồi đây, nó tu, nó nghe, nó hiểu, nó biết. Nó bảo là sau này cũng thế, nó cứ chờ lúc là ngáp. Rồi nó mới mời chúng ta phải hậu họa, sau này ta phải chịu không? Đúng không ạ? Vậy thì chúng ta chết đòn rồi. Vậy thì đây là cách cái mà gì? Chúng ta tự giết chúng ta. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai ấy, là cái đó, một hộ niệm như thầy ông nói là 100 ca khó có được 1 ca vãng sinh. Vậy như vậy sẽ làm cho đại chúng và người thân quyến thuộc họ hàng làng xóm láng giềng, tất cả những người xung quanh, làm cho họ gì? Không còn tin vào hộ niệm về sau nữa. Vì có hộ niệm hay không hộ niệm cũng giống nhau mà. Sau những ca như vậy, hộ niệm nó vất vả, nó khổ. Rồi gì? Phải lạy lục. Sao phải khổ thế? Rồi sau này người ta bảo là đấy, để chết thối, chết trương, chết sình lên. Đấy là gì? Đang hoại pháp hộ niệm đấy. Nên chính vì thế mà bị kẹt ở chỗ này, làm mất đi tâm đạo của đồng tu. Vì sao? Những cái trường hợp như vậy chúng ta cứ thử đi hộ niệm mà xem. Ca có tín tâm sâu, ta rất vui vẻ đến ngồi hộ niệm. Ca không có tín tâm, ta đi hộ niệm, ta ngồi như cảm thấy là hôm nay hộ niệm ca này nó chán thế, chẳng muốn đi, đúng không ạ? Thì những trường hợp ta hộ niệm như vậy ấy, đến nó đã mất 50% tâm đạo không còn nữa rồi. Không còn tin người ta có thể vãng sinh được, ngồi đến niệm Phật mà tâm ta không còn tin họ vãng sinh đâu. Vì tâm phàm phu đâu phải tâm thánh hiền đâu. Nên chúng ta thấy một việc như vậy là trở ngại, là tâm đã đi xuống rồi. Thì đến nơi hộ niệm cho người như vậy, làm sao có tâm độ mà cao tột cùng như người tín tâm sâu được. Ví dụ hôm nay ở đây có một người mà tín tâm thật sâu. Ví dụ hôm nay con chỉ ví dụ thôi. Bác Diệu An mà bây giờ mà chuẩn bị ngáp ngáp ra đi thì có phải mọi người đến la liệt, đến ngồi niệm Phật là tin lắm, là có, đúng không ạ? Tại vì người này suốt ngày đi niệm Phật, hộ niệm khuyến tấn người, thì người này vãng sinh cao lắm. Thì mọi người còn nỗ lực và đến cái tâm lực là tin tưởng sẽ vãng sinh. Nhưng nếu như một người mà chúng ta thấy mê yếu chết chết, gần nó đi chúng ta gần như một nửa người bảo người này khó vãng sinh lắm. Cái tâm đó là chướng ngại rồi mà. Và cuối cùng gì? Ra đi chúng ta thấy rằng là để lại cái thoại tướng có người tốt, có người không. Như vậy thì chúng ta cuối cùng gì? Chúng ta phải làm hết sức cẩn thận. Đến lúc mà bị như vậy thì là do duyên nghiệp của chúng sinh. Còn ta làm chưa đúng mà đổi cho duyên nghiệp là tội nơi ta đấy. Nên hôm nay con dặn là cái gì? Vậy thì làm cho đại chúng về sau tâm lực cứ yếu dần và không còn tin vào hộ niệm nữa. Và cuối cùng là gì? Trở thành chuyên tu về bảo hộ niệm cũng thế. Và cuối cùng họ không còn tin vào hộ niệm nữa. Và cuối cùng là gì? Không phải Phật Pháp bị mạt mà do tự chúng ta làm mạt đi. Và những người đồng tu của chúng ta ngày ngày tâm lực sẽ yếu dần và không tin vào hộ niệm nữa. Và cuối cùng là gì? Đúng bẫy của chư vị trong Pháp giới rồi. Lúc đầu họ cho mình tất cả các ca cái đầu ngon để chúng ta sau này chúng sinh không còn phân biệt đâu đúng đâu sai nữa, không còn biết đâu là phải trái nữa. Sau đó bắt đầu là đồng thau, sau này chúng sinh lẫn lộn hết rồi. Sau này con xin thưa nhé, con nói thương trước là sắp tới khoảng vài nghìn năm nữa, thần thông ở thế gian này đạo nào cũng thể hiện thần thông hết. Con xin thưa rõ, thần thông đạo nào cũng tung thần thông ra. Lúc đó là tung hỏa mù, không biết đâu đúng đâu sai nữa rồi. Chỉ có chính pháp của Phật soi mới thấy rồi. Đấy, nên chính vậy mà hôm nay chúng ta đang vào sắp tới vào cái cạm bẫy. Nên hôm nay con dặn là vậy thì tâm đạo dần sẽ đi xuống, phải cẩn thận. Và ngon bổ rẻ, con nói trước, pháp Phật không phải là mớ rau mà có thể gì mà có thể mà mua bán trao đổi được đâu. Con nói trước, pháp Phật đừng có bán rẻ. Vì cái này là do tâm cầu, nhân duyên thiện căn phước đức đầy đủ thì mới làm được. Còn không đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên, cố làm thì chính là đang hoại Phật Pháp. Nên chính vì vậy mà từ bi sẽ đa họa hại, hại người cũng như là hại mình. Pháp hộ niệm cao thì cao đến tột cùng, như con nói trước. Còn nếu như chúng ta bán rẻ thì đó là con dao hai lưỡi. Cái gì cũng thế thôi ạ. Nó thành tựu tột cùng mà chúng ta phải chịu quả báo thì quả báo đến cùng cực. Cái gì nó cũng vậy mà, cao nhất thì nó phải xuống tột cùng nhất. Gọi là đầu tư mà có lợi nhuận cao thì phải rủi ro cao chứ. Làm gì có chuyện mà đầu tư lợi nhuận cao mà rủi ro thấp, ai chả muốn. Cứ để ý thế gian ra ai chả muốn, nhưng không có chuyện đó. Rủi ro cao thì ắt phải lợi nhuận cao. Cái này là trong kinh doanh là biết mà. Nhưng vì chúng ta tưởng là gì? Ngon lành, đúng không ạ? Lợi nhuận cao mà rủi ro không có. Có mà thiên hạ đầu tư hết rồi. Nên hôm nay con mong là đại chúng nhớ hãy cẩn thận. Phải gì? Đừng để mắc lừa.
Về sau chúng ta sẽ gì? Sẽ không phân biệt đâu đúng sai, phải trái ở đâu. Nhưng hôm nay con dặn là gì? Đúng cứ làm thì quả báo về sau rất tốt. Sai kệ họ. Nhớ con dặn trước. Về để sau này sẽ phân biệt ranh giới giữa đúng và sai là 100% sẽ phân biệt được. Còn chúng ta cũng làm áp dụng thì sau này sai, trái, đúng, sai. Chúng ta không còn phân biệt nó tung hỏa mù. Nhưng hôm nay chúng con đấy, đạo tràng chúng ta cứ làm rõ ràng ranh giới người đủ điều kiện, không đủ điều kiện, ta làm rõ luôn để sau này chúng sinh phân biệt được cái đâu là hộ niệm, đâu là không đủ pháp hộ niệm, đâu là cầu siêu, đâu là cầu an, đúng không? Đâu là hộ niệm để chúng sinh sau này không bị mờ mịt vào đấy, thì chúng ta gì có là cái quả báo là gì? Lâm trung sáng suốt, minh mẫn tỉnh táo và được chư Phật hộ niệm, và đời này chúng ta vãng sinh thật chứ không phải vãng sinh giả mà mềm mềm mà vãng sinh đâu. Nên là con mong cho đại chúng hôm nay hiểu thì quyết lòng A Di Đà Phật. Con xin đại chúng một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa để cảm niệm và tri ân công đức của cư sĩ Phúc Trí qua câu hỏi vừa rồi ạ.